Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn giữa kỳ. Học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Gồm hai chủ đề là chủ đề 6 sống hòa hợp trong cộng đồng và chủ đề 7 góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Đối với chủ đề 6 sống hòa hợp trong cộng đồng thì chúng ta sẽ tìm hiểu các hoạt động trong cộng đồng và những hành vi ứng xử giao tiếp, ứng xử cần có. Quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng là nói năng lịch sự, tôn trọng đối tượng giao tiếp, nói cười vừa đủ nghe, không nói quá to, quá nhỏ, lịch sự, vui vẻ khi giao tiếp, kết nối giản dị, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng giao tiếp, biết cảm ơn khi được giúp đỡ và xin lỗi khi làm phiền người khác, chăm chú lắng nghe khi người khác nói, thể hiện thái độ tôn trọng, chân thành, cầu thị khi giao tiếp, mặc trang phục phù hợp với địa điểm và hoạt động, xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng, giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật khi đi lên xuống tàu xe, qua đường, vân vân, giúp đỡ những người gặp khó khăn nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thứ ba là thể hiện tôn trọng sự khác biệt trong cộng đồng. Mỗi người đều có vẻ đẹp, điểm tích cực riêng. Chính điều đó đã tạo nên bức tranh sinh động, phong phú và muôn màu, làm cho thế giới chúng ta đa dạng. Chúng ta nên yêu thương và tôn trọng sự khác biệt đó, luôn nhìn nhận điểm tích cực, tốt đẹp của người khác chính là chìa khóa để chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Ý nghĩa là mỗi người có một giá trị riêng, chúng ta cần phải nhìn nhận và tôn trọng điều đó, không nên áp đặt, bắt người khác sửa đổi theo ý mình. Chính sự khác biệt của mỗi người tạo nên một bức tranh đa dạng trong cuộc sống. Khi ta chấp nhận và tôn trọng giá trị của người khác, cũng chính là ta trân trọng chính mình. Vì vậy, ta không cần phải hạ thấp ai để khẳng định giá trị của bản thân mình. Tiếp tục là chúng ta phải vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hoạt động thiện nguyện nhân đạo. Một số lưu ý khi tham gia các hoạt động thiện nguyện là lựa chọn quần áo, đồ đạc, hiện vật còn sử dụng được và phù hợp với đối tượng trao tặng, vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, cẩn thận trước khi gửi cho người cần được trao tặng, ân cần, nhẹ nhàng với người được trao tặng. Giới thiệu truyền thống tự hào của địa phương, thì trong chủ đề này chúng ta cần phải xác định những truyền thống tự hào của địa phương mình. Truyền thống hiếu học gồm có truyền thống chăm chỉ, cần cù, sáng tạo, truyền thống yêu nước, truyền thống vết lá lành đùm lá rách, truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống hiếu học. Em đã từng tham gia hoạt động thăm và quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, hoạt động mua tâm, ủng hộ người khuyết tật, hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố, vân vân. Đã qua chủ đề số 7 là góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Thì trong cái chủ đề này, chúng ta sẽ coi thử là hiệu ứng nhà kính là gì. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng không khí của trái đất nóng dần lên do bức xạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất. Và khi đó mặt đất hấp thu nóng lên lại bức xạ sóng dài vào khí quyển để CO2 hấp thụ, làm cho không khí nóng dần lên. Ví dụ, hãy liên tưởng tới những tia sáng của mặt trời chiếu vào một
ngôi nhà kính. Khi đó nguồn năng lượng này được hấp thụ và phát tán trở thành nhiệt lượng trong không gian, khiến toàn bộ không gian bên trong ngôi nhà bị ấm lên. Khi nhà kính giữ lại nhiệt độ của mặt trời và không cho nó phản xạ đi. Nếu như lượng khí này ổn định thì sẽ giúp trái đất luôn ở trạng thái cân bằng, nhưng nó lại gia tăng quá nhiều trong bầu khí quyển nên làm cho trái đất nóng dần lên. Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính thì có nhiều nguyên nhân. Khí oxy, CO2 là nguyên nhân chính để gây ra hiệu ứng nhà kính. Khi khí CO2 ngày càng tăng do các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất, khai thác, phát triển của các ngành công nghiệp sẽ khiến hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên, nhiệt độ không khí từ đó tăng lên. Phần nữa là chặt phá rừng bừa bãi, và cuối cùng là các khí gây hiệu ứng nhà kính khác bên cạnh khí CO2, còn một số khí khác như ozone, CH4, SO2, CFC, metan, vân vân cũng là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với tự nhiên và con người. Đối với sức khỏe con người, khi nhiệt độ tăng lên, nắng nóng kéo dài sẽ khiến cho sức khỏe con người bị ảnh hưởng. Đặc biệt, sự thay đổi đột ngột của thời tiết cũng là nguyên nhân nguy cơ dẫn đến các dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Đối với nguồn nước, chất lượng nguồn nước sinh hoạt cũng như tưới tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán, cạn kiệt nguồn nước ngầm. Ngoài ra, một số khu vực lũ lụt nhiều khiến các sông ngòi bị ô nhiễm, hiện tượng xâm nhập mặn phá hủy cây trồng. Tài nguyên bờ biển, hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, băng ở hai cực tan, khiến nước biển dâng lên, diện tích đất quanh biển bị thu hẹp, nhiều làng mạc bị nhấn chìm. Đối với lâm nghiệp, tài nguyên rừng ngày càng suy thoái cạn kiệt, nạn cháy rừng diễn ra phổ biến hơn. Sinh vật thì sự thay đổi khí hậu khiến môi trường sống của sinh vật bị đe dọa, nhiều loài không còn nơi cư trú, rơi vào tình trạng tuyệt chủng. Chúng ta phải làm gì để khắc phục hiệu ứng nhà kính? Thì chúng ta phải bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, trồng rừng, trồng nhiều cây xanh, nhất là những cây xanh hấp thụ CO2 trong quá trình quang hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như gió, mặt trời, hạn chế các vùng nguyên liệu hóa thạch, dùng chất đốt để tạo ra năng lượng, tiết kiệm nước điện và các loại tài nguyên để sản xuất điện để cần thiết. Năng lượng than đốt, dầu khí và các công trình thủy điện. Thực hiện các biện pháp xử lý bảo vệ môi trường. Nghiên cứu các chuyển hóa khí metan, CO2 thành chất khí có lợi. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì xe máy, xe ô tô. Giảm thiểu chất thải đưa ra môi trường. Thức ăn thừa, chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, rơm rạ, bã mía, vỏ quả cà phê, thân lá ngô, gạt trong quá trình phân hủy chất thải sẽ sinh ra khí mê tan, tái chế các vật liệu đã qua sử dụng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bằng việc xây dựng công trình nhà ở, tòa nhà xanh, đường xá giao thông thuận tiện để giảm các chất thải. Tuyên truyền vận động các cá nhân, gia đình, đơn vị hiểu rõ về nguyên nhân cũng như hậu quả của hiệu ứng nhà kính để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa bảo vệ môi trường. Thì cái đề thi lần này chúng ta sẽ có hai câu. Câu thứ nhất là hãy mô tả cho bức tranh em đã chọn thể hiện việc sống hòa hợp trong cộng đồng hoặc thể hiện sự chống lại cái hiệu ứng nhà kính trên trái đất, bảo vệ môi trường sống của chúng ta, và đặt tên cho bức tranh.
Phần thứ hai, câu thứ hai là viết một đoạn văn nêu lên thông điệp về bức tranh đã chọn. Có ví dụ ở đây có bức tranh này thì các em có thể phác họa trước, hoặc các em có thể sưu tầm những bức tranh chưa được tô màu và các em sẽ tô màu ngay trong tiết dự thi theo lịch. Thì phần đầu là chúng ta đặt tên cho bức tranh là Hãy ngừng việc phá rừng, và cái thông điệp của bức tranh đã chọn này các em phải nêu cho được là bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm, cũng là quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Hãy chung tay bảo vệ rừng, làm xanh cuộc sống của chúng ta, cho tôi, cho bạn, cho những người thân xung quanh. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của tất cả mọi người. Do đó, nếu nhận thức được ý nghĩa của rừng ngay từ những khi còn nhỏ, thì các bạn học sinh chính là thế hệ giúp bảo vệ rừng tốt nhất trong tương lai, chống lại cái hiệu ứng nhà kính. Chúc các em thi tốt nha. Chào tạm biệt các em.